marketing các trưởng phòng marketing những người đang theo dõi uh, series video khóa học về uh, chủ đề là giám đốc marketing uh, toàn diện. Vâng, uh, video bài học này thì tôi sẽ tiếp tục uh, trình bày với các anh chị và các bạn uh, cái nội dung cái phần số 2 uh, của phần xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, của nhãn hàng, vân vân. Uh, video bài học này thì sẽ nói về 10 bước để xây dựng thương hiệu, 10 bước. Ở trên thị trường hoặc là trên Google các bạn có thể tìm uh, có thể là có 8 bước, 10 bước, 12 bước, 15 bước gì tùy. À, thì ở đây tôi trình bày với các bạn là 10 bước à, việc xây dựng thương hiệu thì nó sẽ phải có quy trình các bước và chúng ta làm chuẩn à, các giám đốc marketing và giám đốc thương hiệu để chúng ta cần phải làm những việc này bước thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu các giá trị cốt lõi tiếng anh mình hay gọi là core value đấy à, của các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta bán ra thị trường ở à, cái bước này chúng ta trả lời cho câu hỏi là sản phẩm và dịch vụ chúng ta bán là gì và tại sao thị trường tại sao khách hàng cần sản phẩm này sản phẩm này có lợi thế so sánh và khác biệt như thế nào so với những sản phẩm đã có trên thị trường, lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm và dịch vụ cùng loại của đối thủ, rồi thì sản phẩm này khách hàng mua tại thời điểm nào, lý do động cơ mua, thời gian mua, cách thức mua và họ hài lòng hay không hài lòng về những cái điểm gì, tất cả những cái nghiên cứu này để chúng ta tìm được những cái thông tin quan trọng để chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái thông điệp mà xây dựng thương hiệu rồi thì tạo ra các cái tài nguyên như là catalog, như là tờ rơi, như là uh, nội dung đăng bài trên website, trên uh, các cái nền tảng mạng xã hội vân uh, vân để đưa đến uh, đối tượng khách hàng mục tiêu và chúng ta cũng có thể sử dụng các công cụ marketing online để khảo sát thị trường, mua các bản báo cáo nghiên cứu về thị trường về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta kinh doanh, uh, đo lường đánh giá uh, các cái phản hồi của khách hàng thậm chí là chúng ta có thể thử nghiệm đúng không ạ? Testing thị trường bằng cách này chạy quảng cáo trực tuyến Và tìm kiếm, nghiên cứu những cái lỗ hỏng của thị trường Những cái khoảng trống của thị trường để lại Để chúng ta cải tiến Cũng như là chúng ta tạo ra những cái sản phẩm mới Hoặc là những cái sản phẩm hoàn toàn mới Bước số 2 là Chúng ta sẽ nghiên cứu đối thủ phân tích Cạnh tranh với đối thủ và cơ hội trên thị trường Tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu đối thủ? Đúng không? Chúng ta cần nghiên cứu đối thủ bởi vì là Nếu như cái thông điệp mà chúng ta À, truyền tải mà đối thủ người ta truyền tải rồi thì rõ ràng là người ta bảo là chúng ta copy hoặc là nó sẽ gây ra cái sự trùng lắp với các cái thương hiệu khác mà đã có như vậy là nó không tạo nên cái sự độc đáo cái dấu ấn dễ ghi nhớ à, cho khách hàng Đấy, từ cái việc là làm cái logo à, từ cái bao bì từ cái thiết kế sản phẩm đúng không từ cái định vị định giá Đấy, rồi từ cái um, thông điệp truyền thông À, đúng không ạ thì chúng ta cố gắng là à, vượt trội hoặc là có những cái ADN riêng của thương hiệu ADN tức là cái đặc trưng cái bản sắc rất là riêng của thương hiệu của chúng ta à, trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm à, cái việc mà chúng ta nghiên cứu đối thủ để chúng ta học hỏi những điều hay và tránh những cái sai lầm của họ đúng không? À, thí dụ như chúng ta xem xét là tại sao đối thủ thành công à, những cái <laughs> À, lợi thế nào khiến họ đang thành công tại sao khách hàng lại mua sản phẩm hoặc là không mua sản phẩm của đối thủ à, cơ hội trên thị trường là như thế nào vân vân từ đó đặt ra các cái vấn đề là làm sao và khi nào có thể vượt xa được cái đối thủ về mặt lợi thế so sánh đó à, chúng ta cũng để nghiên cứu bằng cách là search trên google trên website trên facebook trên youtube hoặc là trên kênh tiktok kênh instagram của đối thủ à, xem các bản báo giá bản chào hợp đồng catalog À, rồi thì à, cửa hàng điểm bán à, cách thức chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán à, dịch vụ khách hàng, đoạn, xây dựng trải nghiệm khách hàng vân vân. Rồi bước số 3 đấy là chúng ta sẽ phải nghiên cứu khách hàng mục tiêu à, chắc chắn rồi à, lựa chọn tập khách hàng mục tiêu là bắt buộc đúng không ạ? Bởi vì một sản phẩm không thể bán được cho tất cả mọi người, à, một nhà sản xuất không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu khách hàng. Nếu mà chúng ta cố gắng làm thỏa mãn tất cả các khách hàng thì tức là là chúng ta đang đi vào chỗ chết Đấy. Chúng ta phải xác định được cái profile chuẩn của khách hàng mục tiêu Đấy, bao gồm là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, à, thiết bị, nghề nghiệp, thu nhập Đấy. À, rồi thì à, có đi du lịch hay không, sử dụng những cái điện thoại di động à, model gì Thí à, dụ như là iPhone 14, hay iPhone 15 hay là MacBook đúng không ạ, họ mua hàng theo cách như nào, những yếu tố gì À, tác động đến việc mua những yếu tố gì tác động đến việc là ra quyết định mua hàng rất nhanh thí dụ như là trong lĩnh vực thời trang đúng không ạ với vai trò tôi là một khách hàng à, khi mua hàng tôi sẽ quan tâm đến điều gì thứ nhất tôi khẳng định với các bạn với vai trò là một người tiêu dùng thì khi mua sản phẩm thời trang tôi quan tâm quan tâm nhất đầu tiên là cái chất liệu cái chất liệu làm nên cái sản phẩm thí à, dụ như là tôi luôn luôn thích mặc áo sơ mi hoặc là áo uh, polo shirt này. À, rồi thì áo sơt hoặc là t shirt đều phải là một phần cotton hoặc là uh, organic cotton càng tốt đấy hoặc là recycle cotton chứ tôi không sử dụng à, các cái à, sản phẩm mà à, sợi tổng hợp hoặc là polyester đúng không ạ rồi rất là nhiều ni lông rất là nhiều những cái à, chất liệu không tốt cho sức khỏe đây là cái điểm đầu tiên nếu không phải là chất liệu này tôi sẽ không mua à, kể cả thương hiệu gì đi chăng nữa à, hoặc là khi mà mua à, đồ dùng túi tắm các thứ thì tôi thích là, là mua bằng da thật da có nguồn gốc từ động vật Ví dụ như da bò hay là da hươu hay da dê ví dụ như thế tôi cũng không thích da pu đấy, thế thì đấy là sở thích thôi thế còn để đáp ứng được cái sở thích đấy thì tôi phải có thu nhập đúng không ạ yếu tố thứ hai là tôi bắt đầu quan tâm đến thương hiệu cái áo này là áo thương hiệu gì đấy, rồi thì cái thiết kế cái màu sắc của nó nó có có đẹp có khác bạn có phù hợp với cái phong cách của tôi lựa chọn hay không đấy, thì thực tế thì những cái những cái sản phẩm tôi mặc như này thì À, đều là của những cái thương hiệu nó cũng có, à, có cái giá trị tầm trung thôi à, thực tế thì tôi cũng không có đủ thu nhập mà chơi tất cả những cái sản phẩm à, hàng hiệu cao cấp hoặc là siêu cao cấp xa xỉ hoặc siêu xa xỉ thí dụ như là một cái áo à, à, sơ mi của Burberry bây giờ nó cũng khoảng dao động từ 7 đến 10 triệu à, hoặc là một cái áo thun của à, Burberry nó cũng có khoảng từ 4 đến 5 triệu 7 triệu trở lên nếu mình mua si up này, kiểu kiểu như thế hoặc là uh, tôi có thể mua như là Lacoste hoặc là Tommy hoặc là Gap hoặc là Banana, đấy là những cái thương hiệu mà nó tầm trung uh, giá nó khoảng 2-3 triệu cho một sản phẩm thì mình có thể mua được uh, cho một cái áo sơ mi hoặc một cái áo thun thế còn cao hơn nữa 20 triệu thì thì có thể cố được một hai cái nhưng còn để mà cả một bộ sưu tập thì cái thu nhập của mình chưa đạt đến đó thế nhưng mà mình rất là quan tâm đến việc là chất liệu uh, màu sắc lại thương hiệu À, kiểu dáng thì những cái yếu tố đấy là nếu đúng phát là ra quyết định mua ngay, à, mua ngay lập tức. ý tôi muốn nói là đấy mình phải phân tích được à, cái, cái cái tập khách hàng của mình, nha, nghiên cứu. từ đó là mình sẽ đưa ra những cái thông điệp của mình rất là tốt. và à, bước số 4 đây là chúng ta xây dựng à, sứ mệnh và tầm nhìn của thương hiệu. À, ví dụ như là à, các cái sứ mệnh và tầm nhìn thể hiện rất rõ à, thương hiệu đại diện cho điều gì. À, lợi ích lý tính cảm tính của thương hiệu sẽ đem cho đến khách hàng như thế nào à, điểm khác biệt là của thương hiệu so với đối thủ là gì triết lý là gì đúng không à, Rồi thì à, <laughs> tầm nhìn ở đây là đến những cái điểm điều mà chúng ta có thể đạt được trong tương lai trở thành những người như thế nào trở thành cái thương hiệu như thế nào đó à, bước số 5 đấy là chúng ta xây dựng cái hệ thống giá trị cốt lõi cho thương hiệu đấy. À, thế thì cái hệ thống giá trị cốt lõi ở đây là trả lời cho câu hỏi là là khách hàng người ta mua sản phẩm của mình vì điều gì à, vì điều gì à, rất là quan trọng rất là quan trọng đúng không à, ví dụ như vì công nghệ hay là vì sự an toàn à, hay là vì à, chất liệu tốt hay là kiểu dáng đẹp hay là giá rẻ à, hay là sản phẩm đa dạng hay là dịch vụ họ mãi tuyệt vời à, tất cả những điều đấy chúng ta đều cần phải nêu ra À, và sau đó bước số 6 để chúng ta sẽ à, cá cá biệt hóa, cá nhân hóa cho thương hiệu của mình Đó à, Hướng tới à, các cái nhóm tập khách hàng cụ thể Và à, bước số 7 để chúng ta sẽ à, xây dựng cấu trúc của thương hiệu và xác định à, mô hình kinh doanh cho thương hiệu phù hợp Đúng không? Thí à, dụ như là cấu trúc của thương hiệu ở đây thì chúng ta có thể là tập trung hoặc là đa dạng hóa Hay là đơn, đơn chiếc đúng không ạ? À, có thể là biệt lập Đó các cái thương hiệu cần phải được tập trung để tạo nên cái sự khác biệt và định vị mạnh mẽ và nó tùy thuộc vào từng ngành nghề, à, từng dịch vụ, từng đối tượng nhóm khách hàng, từng văn hóa của doanh nghiệp của thị trường quốc gia đó vân vân thì chúng ta sẽ phải xây dựng được cái cấu trúc cho nó phù hợp Đấy. và chúng ta cũng sẽ cần phải có văn hóa của doanh nghiệp, à, văn hóa của thương hiệu, đúng không ạ? Văn hóa nó sẽ tạo được từ giá trị cốt lõi và mô hình kinh doanh và đem đến những cái trải nghiệm à, tích cực cho À, khách hàng ngày nay người ta nói rất rất nhiều về trải nghiệm khách hàng thì tôi cũng sẽ có một cái video tôi trình bày với các anh chị và các bạn về cái khái niệm trải nghiệm và dịch vụ khách hàng trải nghiệm khách hàng và những cái yếu tố xây dựng về trải nghiệm khách hàng như thế nào à, bước số 9 đấy là lịch sử văn hóa thương hiệu và tài sản thương hiệu à, và nếu như chúng ta có lịch sử lâu đời thì chúng ta kể câu chuyện thương hiệu nó rất là dễ đúng không ạ vâng và, à, và bước cuối cùng đấy là chúng ta xây dựng lời hứa thương hiệu à, thì bao gồm tuyên bố và thực thi và quan trọng là chúng ta cam kết nhiều và làm nhiều hơn cam kết thế thì để xây dựng thì chúng ta tạo ra như vậy và sau đó thì chúng ta truyền tải tất cả những cái điều đó thông qua sản phẩm, thông qua dịch vụ, thông qua trải nghiệm, thông qua truyền thông nhớ nhá hãy nói là bạn đang xây dựng thương hiệu thì bạn phải tập trung vào sản phẩm, tập trung vào dịch vụ, tập trung vào kênh bán hàng, tập trung vào trải nghiệm khách hàng và tập trung vào truyền thông đó truyền à, thông thì mình có thể sử dụng Facebook, sử dụng Google, à, làm SEO web, à, gửi email, à, live stream, à, chạy quảng cáo, chạy quảng cáo đa nền tảng, đúng không ạ? Rồi thì làm kênh TikTok, à, TikTok hàng triệu view, triệu view liên tục, liên tục thế thì người ta bảo ô, tôi biết đến cái thương hiệu này, à, thế và cái cái thương hiệu đấy nó nó đồng nhất về mặt định vị, nó đem được cái cảm xúc tích cực. Sau đó thì à, khách hàng à, sử dụng sản phẩm và dịch vụ này lại thấy rằng là à cái việc tôi sử dụng sản phẩm dịch vụ thì đúng như là những cái gì tôi tưởng tượng và tôi cảm nhận tôi nhận được ở trên mạng thế thì lúc đấy nó mới nó mới đồng nhất với nhau về mặt từ bên trong ra bên ngoài từ mặt cảm nhận đến mặt thực tế từ mặt trên mạng đến mặt offline thì người ta mới tiếp tục yêu mến thương hiệu có còn quảng cáo hay như đài như truyền hình ấy, lên tiktok làm hàng triệu view nhưng mà uh, nhận được rất nhiều những cái phản hồi xấu À, sản phẩm không ra gì dùng thì nhanh hỏng đồ đều đồ giả rồi thì lừa đảo thậm chí là nó sẽ xảy ra khủng hoảng truyền thông. À, thế thì đối với các cái giám đốc, à, à, CEO hoặc là CMO, CCO mà nói về xây dựng thương hiệu thì à, tôi khuyên là tập trung à, đấy, vào những cái điều đó và à, có những cái à, KPI tức là những cái chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả cụ thể à, trên kênh YouTube, trên kênh TikTok, trên kênh web đấy, tăng được cái lượt xem lượt truy cập lượt quan tâm về thương hiệu của chúng ta càng nhiều càng tốt và tăng được lượt khách hàng tăng được lượt tái mua tăng được lượt yêu thích thương hiệu của chúng ta và chúng ta cần phải xây dựng đúng cái quy trình như vậy thế đợt trước gần đây tôi có một cái một cái anh tổng giám đốc của một cái mạng viễn thông anh ấy mời tôi đến tư vấn thì anh ấy nói là vấn đề của anh là bây giờ chạy quảng cáo để tìm khách hàng nó quá đắt À, bán một cái bộ kit chỉ được có 150 000 thôi. Thế mà chạy quảng cáo hết 2 300 000 vẫn chưa ra được đơn. À, trước đây thì nó Facebook nó chạy còn rẻ thì còn chạy còn còn hòa hoặc là có lãi một chút. Bây giờ chạy toàn hòa với lỗ. À, thế tôi nói là bây giờ anh phải sử dụng uh, free traffic, uh, organic traffic tức là những cái uh, truy cập đến đến cái thương hiệu của anh, đến cái cái uh, nền tảng giao tiếp với khách hàng trực tuyến. Thí dụ như website như là YouTube như là Facebook như là TikTok như là Instagram, à, ví dụ như thế hoặc là các diễn đàn hoặc là application à, cho mobile đấy, thì à, anh phải làm bằng phương pháp là không mất chi phí. Thế thì anh tuyển người, anh phát triển nội dung, anh làm tất cả những yếu tố đấy, à, anh làm thật nhanh, thật vất vả một chút, nhưng mà sau này một năm sau, à, cái lượng tìm kiếm cái lượng thông tin của anh nó sẽ nhiều lên và người ta biết về thương hiệu nhiều lên và ta sử dụng sản phẩm dịch vụ nhiều hơn thì anh sẽ giảm được chi phí bán hàng à, thì tôi cố vấn như vậy và như thế thì thương hiệu nó mới đi được chứ bây giờ cái thương hiệu của anh ấy đứng sau Viettel sau Vinaphone sau Mobifone chả biết những cái thương hiệu của anh không 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 có mấy người cái đầu số đấy không ai biết mấy thì đó chính là vấn đề đấy không phải là mình cứ làm một cái doanh nghiệp mình có tiền mà mình đã có thương hiệu ngay đâu mà chưa kể đến là thị trường viễn thông là một thị trường cực kỳ bão hòa À, cực kỳ bão hòa bây giờ và cạnh tranh rất là cao. À, 10 năm trước, 15 năm trước dễ thì không làm, đúng không? OK, thì đây là những cái bước mà xây dựng thương hiệu cơ bản. Này, các bạn có thể đọc những cái cuốn sách khác nó có những cái bước khác nhau. À, tôi thì tôi chia sẻ như vậy để các bạn hình dung ra, nha. À, các quy trình của nó thì cũng gần giống như là nghiên cứu thị trường và nghiên cứu marketing thôi. OK, à, cái video tiếp theo à, thì là tôi sẽ trình bày với các anh chịu các bạn về chủ đề thương hiệu cá nhân và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này xin chào